Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an vừa đồng ý cho 164 người nước ngoài là thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đến tỉnh Bắc Giang để khảo sát, đàm phán và thu mua vải thiều. Đây là đoàn thương nhân đợt 1 được phép vào thu mua vải thiều của nông dân Việt Nam. Theo đó, đoàn thương nhân này phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm đúng quy định như phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 do cơ sở y tế có thẩm quyền của Trung Quốc cấp trong thời gian 3 ngày. Cách ly tập trung theo đúng quy định, không có trường hợp ngoại lệ và được xét nghiệm 2 lần khi vào và trước khi ra khỏi khu cách ly tập trung. Ở mỗi điểm cách ly sẽ được bố trí nhân viên y tế, công an, lễ tân phục vụ công tác kiểm soát, ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập từ người nước ngoài nhập cảnh vào thu mua vải thiều. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho việc tiêu thụ vải thiều được thuận lợi. Được biết, năm 2021, vải thiều của Bắc Giang tiếp tục được mùa, sản lượng ước đạt khoảng 185.000 tấn, riêng huyện Lục Ngạn ước đạt khoảng 120.000 tấn, tăng gần 30.000 tấn so với năm 2020. Thời gian thu hoạch vải dự kiến trong gần 2 tháng, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 30 tháng 7.